chưa nghe, để nó khô khô rồi mới làm tiếp được, coi như nó phải có độ cứng nhất định chứ, rồi mới làm cái tóc của bình thường mới đẹp biết bao nhiêu. Để yên nó đi rồi một lát nó xấu đi rồi tán vô mặt tôi. Gọi cho bà Hữu Giang chưa? Em cũng có tư tưởng đăng ký thi. Hôm bữa làm cái gì mà không nhìn nó để nó nói vậy. Không, mình nói em tập trung lắm, ít khi nào nó chuyện. Rồi từ mình cho nó nằm xuống. Ít giáp phương hiệu quả cho người bú cổ lành tính, bú cổ, ưu tuyến giáp lành tính và giảm triệu chứng bú tuyến giáp. Không qua làm nha, em cầm cái đè vô anh đẩy. Qua anh làm cho em tú. Đại mạnh vô, đại mạnh vô, mấy cô vô. Thì sao hỏi cô vô sớm vậy? Hỏi trước, đặng đi lựa đúng không? Nhiều khi bạn chỉ mấy cái chỗ mà bạn ăn quê hồng. Xong lấy khăn, xong lấy khăn chùi. Xong đánh giá chứ thử. Ra chứ, xong lấy khăn chùi. Vừa phải thôi, bạn hỏi tôi có tâm được vậy thì bạn nói tâm quê hồng. Đó, đó, đó. Chung bữa nay. Anh đưa anh ra một cái bìa khác đi anh. Bây giờ nó đẹp hơn mình thiệt. Nó trẻ hơn mình thiệt, nó đẹp hơn mình. Là con nó chỉ trẻ hơn mình thôi. Anh phải tự tin vào nhan sắc của mình chứ anh Nghĩa. Anh còn hơn nước mà. Đây là con trai một á, nhỏ có gạt em gái một. Làm cái gì vậy? Cái đeo răng vô mặt. Trời, đi xin lỗi không? Thì quá. Mẹ đi. Mình lâu dài đó. Nó xong lâu rồi. Thôi biết thôi. Gọi cho bà Hữu Giang chưa? Em cũng có tư tưởng đăng ký thi. Hôm bữa làm cái gì mà không nhìn nó để nó nói vậy. Không, mình nói em tập trung lắm, ít khi nào nó chuyện. Rồi từ mình cho nó nằm xuống. Từ nó sẽ nhẹ nhẹ xuống. Thành đang tiếp sức cho một gia đình sụp đổ anh Nghĩa. Thành đang tiếp sức cho một gia đình sụp đổ. Gia đình nào? Gia đình của Kiến Thức Kỳ. Hả? Ai? Tiếp sức cho một gia đình sụp đổ là em Bến Thành. Ai vậy hả? Một gia tộc luôn đó thằng. Nghe nói là chưa nghe, đây 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 nè. Lược thôi các bà con. Ai có lược không? Lược. Đâu, lấy hắn làm gì dò dò là cứ tơ ra hả? Không phải, mình phải tắt. Không, phải tắt lép ra. Không, kẹo nữa là ngon. 3 tuần nữa là tắt lép ra coi mình nếp. Bé chăm có cái lược. Nghe đồ lâu nay mình được về sớm đúng không ta? Bắt đầu ra, đi dầm trẻ. Số sao đi trẻ, bây giờ định nói trước. Dễ thương mà nó làm hơi lố một chút mà dễ thương vui. Thật ra vậy nè, lố mới vui chứ. Không, nhưng mà em thấy ví dụ như cái cục nào mình làm không có giống á thì mình làm lố luôn đi. Không, mà làm trò mà mình giải trí cũng không ra mà chấm thì kiểu chính thống cũng không ra luôn á. Chết nữa mình dễ não, không có yếu tố giải trí nhiều.
biết là sẽ cho mặt anh đen không? Mập đấy, ai mập nó cho mặt đen, nó cho gọn lại. Có đi rồi, ngày mai mà cắt đầu em. Cái này của Ivy Moda luôn á hả? Yeah. Anh đi gài lại thiệt hả? Sao? Thì anh ha. Lớn tuổi mà muốn gài. Gài này nó giống như là cô chú gia đình kỳ. Ô, mặt năm gài nó kỹ quá vậy. Để em chỉ cho chặt từ anh nha. Dạ, anh thoải mái nha. Lớn tuổi rồi mình sẽ cắt. Một là anh muốn gài lại thì em tháo luôn cái áo trong kia. Có tâm chứ, lo cho anh mình lớn tuổi rồi không chồng không con. Thấy lộn, không vợ không con. Bây giờ đâu có được. Gia đình bên Mỹ rồi bây giờ xã hội lo hết. Trong quê trong quốc, cái nhà bự khổng lồ, không ai quan tâm. Tới tối về ngồi rung đùi những cái ghế bập bên, có mèo kia bên đang lên. Ít thấy đeo. Em quý em nhà mà thấy lấy đeo vô vậy đó, cho bên quanh đi. Ủa vậy hả? Anh cứ trắng trợn vậy hả? Anh mua anh tặng sinh nhật cho nó. Hả? Ủa gì kỳ vậy? Ừ. Lấy lại hả? Mua lại nhà cho nó đeo mình đeo luôn. Ừ, tại vì anh mắc. Vậy. Đúng không? Thôi chúng ta quay đi. Đó là tình hình. Anh nghĩ ra trong cái tấm hình anh nghĩ rồi. Đây nè, hai cái nó bè ra. Trời em trong phổ pháp nè, thấy không? Đó. Cái bây giờ mình làm để 10 phút đi làm cho cái này nó cao hơn mấy cái ghế vàng đó cùng luôn cho cái kia nó bớt bớt phòng lại. Chụp đây được. Cái gì không cho chụp. Mình không có chụp. Hàn Quốc mà. Cái nét này là ra thời gian sau này làm gì cái vợ em hơi nhiều đó thằng chắc lay. Thời gian đến ra miền Đông anh bán thịt cuốn được rồi đó. Ông Kim Tây Nghiên. Kim Tây Nghiên. Kim Tây Nghiên. Thôi đừng có xịt. Cố định lại một tí mày lại. Tóc nó tràn ra quá ăn không được anh ơi, anh đã mập rồi, chọn để rồi vậy. Được không? Được đâu. Tự nhiên là tự nhiên đó. Không, nó tự nhiên mà anh yên tâm trời. Này keo xịn mà đâu có keo giỡn. Được chúng cứ đơ đầu anh đi. Đó sao gì như cú não hình trời. Chưa. Chưa đợi nó khô. Xong rồi nó cứng rồi mình mới làm tiếp được. Đây là dầu đầu để xả miệng nghĩa, xả đầu làm lại từ đầu nè. Hiểu không? Mày từ từ mẹ làm tóc lúc làm nó không có đẹp được. Đâu cũng muốn xịt keo đó, xịt để chút xíu đi, để chút xíu đi. Nãy giờ còn bụi không mà khi thầy viết bản bụi phấn bay bay nè. Chút chặt 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 gì anh Thành? Hả? Chặt chặt cái chân gì đó. Chặt đất. Chặt đất. Chặt đất, chặt đất. Chưa nghe, để nó khô, khô rồi mới làm tiếp được. Mày nhìn nó phải có độ cứng nhất định lúc nãy bụi. Ờ, cái tóc của bình thường nó đẹp biết bao nhiêu. Để yên nó đi rồi một lát nó xấu đi rồi tán vô mặt tôi. Từ từ đó. Chưa gì hết trơn hết trời. Nè mai mốt đi cắt nha. Đi cắt là cắt hai bên này nè. Đó kêu thợ đi cắt. Em kéo bên đây bên phòng lên xíu thì bên đây nó đang bị méo một bên nè. Không, anh chưa, em hiểu. Em đã nói rồi, phải anh phải đợi nãy anh xịt keo cho nó khô thì nó có cái độ cứng nhất định lúc đó em mới tạo. Em giỏi nha. Dán tóc qua trong đó. Em kêu nó méo lên làm anh mà. Anh đừng có sợ gì chứ. Lao rồi đó nha. Có cái độ đứng của tóc. Ủa hôm nay nó có làm khách mời tập nào không? Anh muốn làm Running Man hả? Không, đây nè, nhìn này nè. Đây đi nè, có làm khách mời tập nào không? Có dạ. À, có là em nghĩ đó. Em không biết nó có mời không. Có không rồi? Dạ không. Thấy chưa? Thấy chưa? Em nói mà. Hai mùa trước đều có mà đúng không? Dạ không. Làm như là vợ em. Hết thời. Hết thời. Bỏ gì từ từ chưa gì chứ cái người lớn tuổi sống vội đó thời gian còn nhiều đâu cái đó sống gấp gáp từ từ đi người tôi nó cứng lại để cho nó ra nó đừng có bị phong hay đúng không ha Kiều trời ơi để về bên em ở xong bên lưng coi cái nhà của em hoàn chỉnh là sao nha bên kia bên kia cái thằng cũng làm đèn vậy đó nó cũng tặng trên cây đèn cũng như là cái đèn xịt hết chỗ camera rồi nó sẽ tốt nó sẽ không bị bay bay anh lên rồi cảm ơn em nhảy quý vị cái đầu của em bữa nay là Trấn Thành làm đúng quý vị dạ thì nè cái này còn như bú não rồi sao này nếu như mà lỡ thấy không có đẹp muốn chê bai gì đó cứ tìm Facebook Trấn Thành nha quý vị dạ nói sao vậy
đẹp anh nhận, ai nhận, anh hiểu không?